Welcome to Isle Tannoy, everyone. My name is Patrick O'Grady, and today I think we've got a pretty exciting lesson for you. I think you're going to like it a lot. It's all about I don't like. And we're going to be looking at some new words to maybe some new vocabulary to help you with your IELTS score. A lot of Vietnamese have a problem when they're speaking English, and what do you like to do at the weekend? People will say, I like this, I like that. And it's not the best thing to be doing. So we're going to be working on some vocabulary, and I hope you're going to like what you see. Like what you see. Like. If you do enjoy what you're seeing, it would be fantastic if you could make a comment down below and tell us what you think. Give us a thumbs up, share it with your friends, and what else am I looking for? Oh yeah, I can also tell you we've got some new courses coming up in the very near future for IELTS, both in the afternoons and in the evenings, and we're going to be working on on all the skills: listening, reading, writing, and speaking. And we're going to help you out as best we can. So, there we go. That's what's going on. What's going on here? Oh, hello, everyone. Hello, Lanang. How are you? I'm good. Good. How are you today? Good. I was just saying hello to all of our audience, and I was just talking about what we're going to talk about today. Oh, yeah. So, weekend today. It's the weekend, yeah. Do you like the weather? Yes. I like it when it's cold out. I like it when it's raining. Mm-hmm. And I like it when I get to wear big sweaters. Oh. But, Patrick, I hear a lot of like. You're hearing a lot of likes from me. Yeah, there's any way we can change the word, any way we can use another word to make your sentence fancier. Make it fancier. Yeah, how about this? Fond of. I'm fond of the weather. Okay. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lan Anh, đến từ IELTS Hà Nội. Và như các bạn biết thì trong kỳ thi IELTS chúng ta sẽ không được nhắc lại, lặp lại những cái từ rất là nhiều lần. Và vì vậy một trong những kỹ thuật mà chúng ta thường dùng rất nhiều trong IELTS speaking đó chính là paraphrase. Và hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cùng với các bạn cái cách để làm thế nào chúng ta nói về chủ đề và chúng ta không dùng từ like. Và từ like là một trong những cái từ mà chúng ta sẽ được học rất rất nhiều. Ngay từ những ngày đầu tiên mà chúng ta học tiếng Anh thì chúng ta đã được dạy về từ này. Và để ý một chút thì chúng ta thể thấy là mọi người thường nói là I like, right Patrick? That's right. Và một chú ý nữa cho anh chị và các bạn đó chính là chúng ta phải phát âm từ này là I like. Right, yeah, you gotta watch that final pronunciation, K, yeah. Yes. Like, it's a tough one. Mặc dù nó khó phát âm như vậy đó, và chúng ta sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nói nhiều lần quá với từ này thì người nghe sẽ cảm thấy rất là chán. Và chính vì vậy trong kỳ thi IELTS thì luyện tập cho chúng ta cách làm thế nào để thay thế những cái từ này. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học xem là chúng ta có những cái cách nói thế nào để paraphrase từ like này trong IELTS speaking nhé. Okay, so I heard you say, thay vì mình nói là gì? Instead of we say like, we can use the word fond of. Right, I'm fond of the weather outside. Oh, I hear you say fond of. Fond of. Oh, so you linking the word in. That's right. Normally I say fond of. Yeah, you would read it that way, fond of, but we kind of link it together, fond of. Mọi người có nghe thấy không ạ? Thầy thì nối từ, nối cái từ này, fond là cái từ yêu thích một cái gì đó, đúng không ạ? Và đây là cái từ mà thầy vừa nói, thì chúng ta thấy có thể là dùng từ to be fond of. Thì các bạn thấy là thầy gì ạ? Thầy nối giữa từ đi, phụ âm của phía trước và với từ gì ạ? Nguyên âm O của từ of. Okay. Thì chúng ta sẽ được một câu. So, Patrick,
I am quite fond of swimming. Good. Yeah? Yes. Yeah. So, what about you? What are you fond of? What am I fond of? Mm. I'm fond of music. I like to listen to a lot of music. Oh, fond of music. Mm-hmm. What kind of music do you like? Rock music. Đó, các bạn có thể thấy là mình có thể dùng cái từ này để chúng ta đặt làm câu hỏi, hoặc chúng ta cũng có thể thay cái từ này cho cái câu hỏi là what kind of music do you like? Thì thầy sẽ trả lời là gì ạ? I'm fond of music. I'm fond of rock. Rock music even. Yeah, rock music. Yeah. Và cái từ rock cũng là một cái từ mà rất nhiều học viên của mình phát âm chưa chuẩn, đó chính là gì ạ? Âm o và âm r rất là strong trong cái từ này, và gì ạ? The final sound k, rock trong cái từ này. Yeah, get that final K. 2K in a word like rock music. Okay. Yeah. It's tough for me at the beginning. It's not easy for anyone. Yeah. Yeah. Cool. All right. Should we go over the sentence? Yeah, absolutely. Mm. Right. Okay. Và đây là câu mà mình vừa mới lấy ví dụ ạ. Chúng ta có thể dùng từ quite vào đó ạ. I'm quite fond of swimming. Okay. I'm going to do it one more time. I'm quite fond of swimming. I'm quite fond of swimming. You say it. Second. I'm quite fond of swimming. Okay. Câu thứ hai nhé. The second sentence. Okay. I can't read it here. What's it say? I'm not very fond of golf. I'm sorry. I'm not very... Oh, this one is Lanang sentences. Oh. Right. I'm not very fond of playing golf. I'm not very fond of playing golf. Mm. You say it, all right? No. Too slow for me. I like something exciting. Mm-hmm. Okay. So. Và khi mà bạn muốn nói ý nghĩa ngược lại của nó là tôi không thích, thì chúng ta có thể thêm gì ạ? Not vào trong câu đằng sau to be. Okay? I'm not. Okay? Đó. Second phrases. Right. Oh, other than fond of, any other phrases? There's nothing else. It's only fond of. Oh, it's like and fun. We got a lot of hearts. People love us, Lene. We're getting a lot. No, of course, there are many other words for to replace the word like. Mm-hmm. And one of them is keen on. Something I'm keen on. Phrase number two. Right. I'm really keen on playing video games. I'm very keen on video games. Yeah. Các bạn có thể thấy là mẫu câu số 2 thì thầy hướng dẫn cho các bạn, thầy share cho các bạn đấy là to be keen on something. To be keen on something là say mê làm cái gì đấy, đúng không ạ? Keen on. Các bạn comment xuống phía dưới đi ạ, để mình biết xem là các bạn đã nghe được từ này chưa. To be keen on something. Đó, say mê làm cái gì đó. Mình cũng có thể nói cách khác là ôi, bạn có thích chơi video game không? Ôi, tôi say mê video game. Đấy là câu của thầy. What about you? What are you keen on this day? Mm-hmm. Dạo này thì các bạn say mê cái gì? Say mê music? Say mê playing games? Yeah. Me? I'm keen on doing live stream for you guys. That's right. We're doing a lot of live streams these days. That ain't crazy. Right. Sinh điên. Vừa sinh vừa điên. Đấy là câu mà thầy đã thích từng đặt cho mình. Đấy, các bạn ạ. So, keen on. Keen on. Keen on. That's the word. Một cái phrases khác các bạn có thể sử dụng. Đó là chúng ta two phrases. To be fond of, to be keen on. Đấy. Something. Keen on. Keen on. And, so what are you keen on, Lanang?
Oh, I'm just telling you. This day, I'm quite keen on doing gardening. Keen on gardening. Keen on gardening. I would say like doing live stream. Live stream. Only for the guys. That's true. You did say that. However, I wanted to segue into this sentence. Oh, okay. Yeah. I'm really keen on gardening. Mm. I'm really keen on gardening. So. Bạn có thể thêm từ quite hoặc là từ really. Really. Tôi gì ạ? Tôi khá là thích. Hoặc là tôi là I really, tôi thực sự thích. Tôi rất là thích. Đó. Thì cái mức độ của nó khác nhau. Thì mình có thể thêm hai từ này vào trong cùng với cụm từ keen on. All right. And then we can always switch it, right? I'm not very keen on. I don't really like. Good. I'm not keen on, what's this, maths. To be keen on something. Maths. Yeah, that's good. Yeah. The guessing is right. Good. You guys are awesome. Mm. You know what I've noticed, Lan Anh? Mm. We have the smartest students in all of Vietnam. Really? We do. At English and IELTS Hanoi, we have the smartest students in all of Vietnam. I don't know how we do it. It's amazing. Đó. Thầy đang nhận xét là các bạn là một trong những cái học viên mà thông minh nhất trên toàn Việt Nam rồi đó. Thế nên là chúng ta phải thực sự là cố gắng nhé. Yeah. Well, here's the thing. I'm a big fan of my students. I'm a big, big fan of my hardworking students. Nào, câu thầy vừa nói gì nhỉ? Tôi thực sự là yêu học viên của tôi đấy. Mm. Yeah. Tôi thực sự là yêu học viên của tôi đấy. What's that? Oh, what phrases he's using? Now, a big fan. Oh, now, các bạn thử comment xuống xem là thầy vừa mới dùng cái cụm từ gì để miêu tả nhỉ? Là thầy rất yêu các bạn đấy. Đó, thầy vừa dùng từ gì nhỉ? Các bạn comment xuống xem nào. Not yet. I think they are writing. Can you say it one more time? Well, I'm a big fan of my students. Oh, I think they're very hard workers and super smart. Rồi. Nào, đi nhỉ? Các bạn đâu rồi? All right. Well, let's see how we do. Okay. A fan of. I like. We could replace I like with this. I'm a fan of these hardworking students. It's great. Yeah. À, bạn Duyên ơi, not be fan nhé, not be friend. Nào, chúng ta có thể thấy ở đây là fan, còn bạn ghi là friend. Okay. Vậy thì lúc này chúng ta mới thấy là cái phụ âm cuối nó rất là quan trọng khi mà chúng ta nhận dạng cái từ, đúng không? Thầy sẽ nói là fan, còn friend. Đó, thì cái từ phụ âm phía cuối nó sẽ phân biệt cho bạn các cái từ khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ không dùng từ friend mà từ chúng ta là gì ạ? Thầy dùng từ là a big fan of, là thầy thêm một cái từ tính từ nữa. Okay? Now I am a big fan of football. You're a big fan of football. I think so. Tell me the name of two football clubs. Liverpool, Club and Manchester. Well, you must be a big fan. Wow. two of them. I didn't think she could do it. All right. Yeah, he didn't believe it. But I'm sure all the boys in Vietnam are big fans of. I thought the girls are big fans of the boys on football teams. No. I'm a big fan. I'm a massive fan of football. Vậy thì chúng ta có thể thêm hai cái tính từ nữa cả nhà nhé. Đấy là từ big hoặc từ massive. Thì từ big là một cái big là một cái từ mà được dùng rất là nhiều. I'm a big fan of not football, shopping, fashion. Rồi. Khi mà chúng ta gì ạ? Khi mà chúng ta muốn nói cái ý nghĩa ngược lại, tôi chưa bao giờ thực sự là tôi chưa bao giờ thực sự là, thì chúng ta có thể dùng cấu trúc là I've never really, thêm từ real, I never been a fan of, tôi chưa bao giờ là fan, là người hâm mộ của gì ạ? Car racing. Right. Okay. Fan of car racing. Yeah. Car racing. Yes. Yeah. I never been a fan of car racing. Okay. That's it. How are we doing?
good, quiz good, quiz. Should we got like fond of? Đây chúng ta sẽ có là cụm từ đầu tiên chúng ta review lại. Đầu tiên là gì ạ? Fond of này, keen on, and then we got big fan of. Okay, good. Chúng ta bây giờ là có trang bị thêm 3 phrase nữa để chúng ta có thể là chém gió tưng bừng khói lửa khi mà chúng ta lên phố cổ rồi, đúng không? Hey, anh thích gì, đúng không? Gặp người nước ngoài bây giờ là chém gió tưng bừng được rồi. Thế thì cùng học thêm một cụm từ nữa để xem là chúng ta có thể chém gió được nhiều hơn nữa không nhá. So what's next? So another well, maybe... I'll tell you what, I am really into this list. I think we're making it, I'm really, really into this list. It's a very good list we've made here. Vậy thầy dùng cấu trúc gì nhỉ? Tôi rất là yêu thích cái danh sách mà cái cụm từ bạn vừa giải thích cho học viên ấy. Thầy vừa dùng cái từ gì để miêu tả là thầy rất là thích cái danh sách đấy nhỉ? Yeah, I'm into it. Từ gì mọi người? Nào cả nhà comment nào. Cả nhà comment để ủng hộ thầy Patrick nào. Chào Hoàng Minh Long nhé. Hoàng Minh Long là một cái học viên. Mr. Long is used to very very old student. How old is he? For the beginning 2008. Wow. When he and now he goes I think their couple is going to study here with us for very first class. Oh wow. Yeah. They went to UK. Okay. Okay. Now, interested. Oh, Thanh Hằng is right. I'm into. Yes. I'm into. I think we're looking for. Oh, yes. I'm into. Yes. Yeah. To be into something. Mm. Yeah. So, there we go. Mm. So, I think I'm really into this list we made. Mm. What else are you into? I'm into the band The White Stripes. Oh, White Stripes. Là băng nhạc gì vậy các bạn nhỉ? Thầy yêu thích băng nhạc gì nhỉ? Thế khi mà chúng ta có thể miêu tả rõ hơn cái băng nhạc của mình. Ví dụ mình thích nhạc rock thì mình sẽ thích băng nhạc nào? Mình thích nhạc pop thì mình sẽ thích băng nhạc nào? Thì các bạn có thể nói chi tiết hơn. Okay? And your sentence is? Sure. Ta-da. I'm really into the band The White Stripes. Alright. Các bạn có biết băng nhạc này không? Yeah. And if you'd like a little bit of homework, you can go look this band up on YouTube. Really fun. Really good band. Alright. Very cool. Đó. Homework của các bạn nhé. Yeah, go listen to music. Listen to music? Yes. Rock song. There's no lyric at all. There's some lyrics. And boom, 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 boom. Okay, there we go. I think that's good. It's good homework for the weekend. Absolutely. Mm. Absolutely. What do you think? Các bạn nghĩ sao ạ? Music thì thật là một cái good homework chứ ạ? That homework really appeals to me. Huh? That homework really, really appeals to me. Từ gì nhỉ? Yeah. Từ gì nhỉ? Bài tập về nhà đấy làm tôi rất là cuốn hút. Từ gì thầy vừa miêu tả đấy các bạn? One more time, please. That homework really appeals to me. That homework really, really appeals to me. Từ gì nhỉ? Mọi người có nghe rõ không? Nghe ra không? I think this was a little bit difficult. Mm-hmm. So, you want to show the student? Sure. Appeal to. Actually, and I was pronouncing it with an S there. Appeals to me. Mm. Okay? So this homework really appeals to me. Mm. Yeah, I like it. Là cuốn hút tôi, đúng không? Cuốn hút tôi. Đó, cái từ này appeals. Okay? And, what kind of food do you like? What kind of food do you like, Lene? Vietnam, of course, Vietnamese food appeals to me. Vietnamese food appeals to you. I see. No, not Western food. No.
rất là ích kỷ đúng không nhỉ? Chỉ thích Vietnamese food thôi, nhưng mà I am 100% Vietnamese. She is. She does not like pizza, this girl. No, not pizza. So yeah, pizza. Vietnamese food appeals to me. And it's another way of saying like. Okay? Rồi, thức ăn của Việt Nam thì là cuốn hút tôi rất là nhiều, đúng không? Thì đây là một cái câu rất là hay để mà mình có thể nói một cách khác là tôi rất là yêu Vietnamese food, tôi rất là thích Vietnamese food, đấy. Thế nào, hôm nay thì các bạn đã thấy cảm giác là chúng ta có một kho báu tất cả những cái cụm từ mà chúng ta có thể miêu tả về cách chúng ta thích một điều gì đó. Bởi vì cái cách mà gì ạ? Mình luôn luôn mong muốn rằng là mình sẽ nói với người khác là mình thích cái điều gì, mình chia sẻ những cái ideas của mình cũng không. Vậy thì thuộc nằm lòng những cái cụm từ như thế này sẽ làm cho các cái đoạn văn cũng như là cách nói chuyện của bạn trở nên lưu loát, cũng như là trở nên hay hơn rất là nhiều, cuốn hút hơn rất là nhiều với người đối diện. That's right, có phải không nhỉ? That's right, baby. That's right. Hey, should we do a quick review? I think so. Yeah. All right. Nào, chúng ta sẽ cùng review xem hôm nay chúng ta học gì nhá. Okay, number one. Number one. Actually, I don't know if this is in the correct order. Is this the first one? It doesn't matter. All the phrases we study today. Okay. I was getting worried there. You see, number one, I don't want to mess these guys up, Lana. I get worried. Nào, từ nào cũng được nhá. Chúng ta sẽ review lại các cái từ, đúng không nào? Okay. Let's do it. Fond of. All right. Keen on. Get that TN in there. Keen on. All right. To be into. A fan of. Appeal to. Cool. And again, what we started out saying here is that I don't like. It's not a great use of the word. We want to mix it up as much as we can in the IELTS test. And one of the easiest ways to do this is to change like around. And I'm a fan of, this appeals to me. And there's many, many more that you can use to help you with your IELTS. Thank you very much for watching, everyone. I really appreciate you tuning in. I think we had over 40 people at one point, and we wouldn't do this if we weren't getting such a great positive response from you. So thank you very much. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong một ngày cuối tuần thứ bảy thì đã ngồi lại cùng học IELTS với Lan Anh và Patrick. Nhân tiện đây thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi khóa học của English Hà Nội vào buổi chiều và buổi tối. Thì mình cũng xin chia sẻ lịch học lớp buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ thì bạn có thể inbox website hoặc là fanpage của English Hà Nội để có thể đăng ký. Bên mình cũng có các lớp buổi tối và người giảng dạy trực tiếp đấy là mình và thầy Patrick. Hy vọng bạn like what we share today. Hy vọng là bạn thích những gì mà mình với thầy Patrick share trong ngày hôm nay, và mọi người có thể share livestream này của mình để cuối tuần mọi người nhắc nhở những người khác học IELTS được không nào? Cảm ơn and see you tomorrow. As Lan Anh was saying, we've got a few courses starting up here very soon. We've got some courses in the afternoon and a couple of courses in the evening. If you're interested in improving your IELTS score, please give us a shout. Once again, thank you very much. If you liked what you saw, give us a little heart, a little thumbs up. Make some comments down below and share if you liked what you saw. Thank you very much, everyone. Goodbye.